Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng tay Green tiếp tục lên video giới thiệu với các bạn một cái mẫu cắt cỏ của hãng Jobin. Jobin 4 thì các bạn nhé. Mình vừa rồi trong thời gian vừa qua thì mình giới thiệu với các bạn khá là nhiều mẫu máy cắt cỏ Jobin 2 thì. Đó là Jobin Eco 03, Eco 04, rồi là Jobin 331, Jobin 411. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn là dòng 4 thì. Thì cũng có khá là nhiều khách hỏi mua những cái dòng 4 thì này, tùy theo nhu cầu sử dụng của tùy từng người mà lựa chọn những cái dòng máy cho nó phù hợp. Dòng 4 thì nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất đó là nó độ ổn định của nó thì nó cao hơn dòng 2 thì, nó dễ sử dụng hơn. Nó không phải pha nhớt. Không phải pha nhớt các bạn nhá. Đấy. Bởi vì là nó có động cơ của nó giống như là động cơ xe máy 4 thì của chúng ta đấy, chúng ta có cái buồng nhớt riêng và xăng riêng. Chúng ta không phải pha đấy, nó rất là tiện đối với những người mà không sành lắm thì chúng ta sử dụng cái động cơ 4 thì này thì là nó tiện hơn và nó dễ sử dụng hơn, nó dễ nổ hơn. 4 thì là để lâu, chúng ta chỉ việc đổ xăng vào thì chúng ta khởi động là nó nổ, nó không bị đọng nhớt trong bình xăng hay là trong bộ chế giống như là cái thằng 2 thì. Đấy, hai thì mà để lâu một thời gian thì chúng ta nó nhớt nó nắng đọng ở trong cái chế cho nên nó hơi khó lổ một chút. Hai thì là xăng nó không phải pha cho nên là nó rất là dễ khởi động. Bọn này thì zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Mã của nó là BH3500. BH3500 các bạn nhé. Này. Đấy. BH3500. Rất là đẹp, rất là mới, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhá. Hàng này thì là made in Japan. Đấy, made in Japan các bạn ạ. Hàng sản xuất tại Nhật, nội địa Nhật. Rất là đẹp. Đấy. Bình xăng đây, bình nhớt đây các bạn nhé. Đấy, bình xăng bên bình nhớt như bên một bên. Con này thì nó sử dụng chế của khí One Pro. Chế tự động của One Pro các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu và nó có tum rời. Đấy. Tum rời. Cực đã luôn, ống cần 28 ly. Rất là chắc chắn. Nó hoạt động thì rất là êm. Cực êm luôn. Nó không gắt, không bốc như là 2 thì nhưng mà nó rất là êm. Tua của nó chậm hơn 2 thì một chút nhưng mà nó khỏe. Chắn cỏ chắn cỏ thì con này thay chắn cỏ khác vào, còn đầu bò nó zin các bạn nhá. Đầu bò của nó zin hết. Tum cần của nó này. Zin nhá, nó còn nguyên đủ chữ này, Rapid BH3500. Đấy. Con này nó Makita này các bạn này. Made in Japan. Nó là một cái ấy của nó, liên doanh liên kết của nó với Makita, made in Japan này. Tem cảnh báo rồi là hướng dẫn sử dụng bằng chữ Nhật thì nó vẫn ghi đầy đủ ở trên cái cần đấy nhá các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Công tắc thì là nó ở sẵn trên cái thân máy này, nó là đặc trưng của nó đây. Đấy, bao da rất đẹp các bạn này. Áo màu vàng đẹp nhá, cực kỳ đẹp luôn. Khá là xịn sò các bạn ạ. Bao da này cực kỳ đẹp. Hai con này thì như nhau, mình sẽ test nổ một con này cho các bạn tham khảo tiếng nổ nó nhé. Máy rất dễ nổ luôn, máy rất dễ nổ nhé. Tiếng nổ nó sẽ không gắt như là động cơ 2 thì đâu các bạn nhé. Rất dễ nổ. Công tắc đây. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Bọn này thì khi mua máy thì các bạn sẽ được tặng kèm bộ sản phẩm khá là giá trị. Một cái con dao phát tròn này. Đấy. Con dao phát tròn nhá, một cái ổ cước Makata, ổ cước khá là dày dặn màu xanh. Đấy, ổ cước này khá là bền nhá các bạn nhá. Đấy, một dây đeo này, chắn cỏ này, một cái kính bảo hộ này và một cái túi đựng mấy cái đồ này. Đấy, tuýp bảo buji này các bạn này, một cái buji dự phòng này, một cái tô vít lục giác này và một cái tô vít chỉnh galanti các bạn nhá.
Đấy. Khá là ok, bộ sản phẩm này khá là chất lượng. Về con máy này thì chúng ta chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm gì cả. Mua về cái có thể là mang ra đồng làm luôn. Bạn nào cảm thấy ưng kết con máy này thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 này đặt mua hàng nhá. Giá của sản phẩm và số điện thoại thì mình luôn ghi ở phần mô tả video. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá.